Ủa nãy giờ quay mới 3 tiếng hồ mệt chưa? Damn. Không mệt thầy hỏi câu nghe nó thừa ghê luôn. Thừa có thể thừa thì đây. Uống sắp xịn mà mệt chị. Từ từ này là bốt số kéo. Ồ, hợp em á. Sao sung quá vậy? Thấy không? Thấy không? Thôi mệt lắm rồi. Thừa chứ phải thú rồi mà thầy đem coi cái gì đây. À, hydro 100% whey protein isolate hydro luôn hả? Ui, 30g bro. 6, 2g, ủa thầy. Sao có chữ hydrolyte BCAA là sao? Sao không phải là 6g BCAA mà là phải là 6g hydrolyte BCAA. Mua bằng ship bò hả? Mà BCAA là nó cũng có công nghệ hydrolyte luôn hả? Thì cái thằng quay hydrolyte thì thằng BCAA nó của nó phải là hydrolyte chứ sao? À hiểu. Trời. Ok. À, ngon rồi nha. Ủa, hàng mắt cũng ngon. Không bỏ đường, 30g protein. Tí sao đường, chất bảo quản còn có. Mùi nhân tạo nó còn làm nữa. 100% whey protein hydrolyte. Này mùi tự nhiên đó. Hương vị tự nhiên. Ừ. Trời, hàng Labrador xịn mà grocery nó xịn lắm. Dã man luôn, 100% hydrolyte luôn. Isolate luôn. Tự nhiên hết, thiên nhiên tự nhiên đâu. Trời ơi, làm chất như đất cách chứ sao. Sao chất trời. Sao hộp bé thì thầy? Hộp bé nó mới VIP. Còn mốt BBT bán gói. Là có loại bự đúng không? Bố đem đi. Thôi thầy mở ra xem nào, xem chất lượng nào. Đem coi nhâm ngửi nha. Hàng mùi tự nhiên mà. Ừ đúng rồi mọi người, mùi tự nhiên nên là nó ra mùi liền á. Chứ mùi không tự nhiên liếm nó mới ra mùi hả? Này là chocolate đậu phộng bơ. Ngửi nó có vị chocolate và nó có vị bơ và nó có vị béo béo. Nó tóm lại thằng này là gì? Thằng này á đơn giản thôi, nó bằng em biết thằng Ice Away nguyên thoại không? Thơm quá. Thì thằng này nó bằng thằng Ice Away hydrolyte. Đi. Tức là nó đem cái thằng Ice Away ra nó hydrolyte. Nâng cấp lên thằng này. Đúng, thằng mà gái thì muỗng thôi. Trai ăn hai muỗng. Nhanh lên, sắp kiệt sức rồi. Bây giờ thôi, trước khi uống cái đố. Đố gì đó? Thôi. Làm việc cật lực mà. Anh hỏi em á, tại sao? Tôi hỏi các bạn luôn, tại sao mà thằng Quay á là nó một liều dùng đó, thằng Ice Away một liều dùng nó 25g protein mà thằng này một liều dùng nó 30g protein. Liên quan. Chả biết liên quan gì. Nó thích cho nhiều nhiều vô thì cho nhiều vô chứ sao? Cái đoạn này là phải cầm cái hình mà thằng nào cầm cái cuốc á, cuốc ở đầu mày. Nè. Nhiều 25. Lâu. Nói em nghe coi hợp lý hơn hợp lỗ tai không? Tại vì á, trong một điều kiện bình thường, đối với một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn hả, thì chỉ hấp thu được 25g protein isolate thôi. Nhưng mà đối với protein hydrolyte hấp thu được 30. Nghĩa là nó thủy phân nó nhanh hơn, tốc độ hấp thu tốt hơn. Nó hấp thu nhanh hơn và nó hấp thu nhiều hơn. Nên cuốc lên 30 luôn. Đúng. Có lý à ta? Ôi trời ơi, cái đầu gọi là kiến thức căn bản nè, basic knowledge. À, em hiểu. Nếu cái khả năng hấp thu của thằng quay hydrolyte á lớn hơn thằng isolate khoảng chừng 20%. Chứ thấy nếu mà một thằng thiết kế mà ra cái isolate mà nó đi nó bỏ nó 30, tao nói thằng này không có kiến thức, mẹ ngứa giống em mới nói á, mình muốn cho nhưng mà cho. Dạ. Cho bao nhiêu cho nó phải có lý do đó. Rồi giờ cho uống thì mệt quá. Đó, mà thằng này là 100% hydrolyte. Chứ không phải như mấy thằng điểm phối kia nó bỏ có 1% hydrolyte, 99% cùi mía. Cùi mía nó vô nó ghi chữ hydrolyte, ok. 100% hydrolyte nha các bạn. Mà hydrolyte là nó mất tiền luôn chứ mà giỡn. Đúng là công tử nhà Ly vô hát ha. À, còn mấy thằng cùi chuối kia nó hydrolyte nó đẻo á, hydrolyte của nó ít lắm. Chỉ lẽ lẽ đi thì nó nhiều quá đi. Nhỏ 5%. Tuy nhiên này uống lại để coi biết mùi vị rồi để phục. Khi mà các bạn pha thằng hydrolyte nên cho ít nước hơn so với thằng isolate. Tại sao? Tại vì cái sợi protein nó rất là nhỏ rồi. Cái cảm giác là cái nồng độ dung dịch nó không có đậm đặc bằng nồng độ dung dịch của thằng isolate. Được chưa? Mùi thơm mà thấy ngon rồi nha. Ủa thầy không ăn ngang hả? Thầy cho về chắc thành ngoài 30g rồi đó. Tại da mà cho những viên uống nữa. Muỗng bự nhờ, muốn là nhiêu gam ta? Thì ai biết quan tâm chi, trời ơi dân nó phải đói ăn mà quan tâm nó muỗng nhiều gam. Thơm ghê á. Có thiệt á, bây giờ trước khi nói anh phân tích cái thiên hạ nữa nè. Mấy thằng thiên hạ nó ngồi nó so vậy nè. Ủa cái muỗng này là 40g mà sao có 30g protein, chị suy ra 10g kia gam gì anh Duy? Đó nó hỏi vậy đó. Thì 10g kia là 10g đẳng cấp đó cô. Tại sao đẳng cấp là gì? Đẳng cấp thì tự nhiên nó làm ra 10g đẳng cấp đó. Bây giờ các bạn quan tâm á, cái thằng quay nha, nó có tinh khiết hay không, nó có xịn hay không. Mà cái thằng quay hydrolyte là nó lấy từ nguồn của ngay sau quay, mà sau quay là tinh khiết nhất, trời không nói gì nữa. Vậy thì tại sao nó phải có 10g kia? 10g kia là nó tạo lên cái giá trị đẳng cấp, những cái flavor của nó. À, công nghệ vị. Đúng rồi, nó tóm lại á, cái thằng quay mà uống như vậy, nó sẽ bằng quay tinh khiết cộng flavor. Vậy thôi. Nên các bạn phải hiểu rõ chỗ này. Chứ không phải là cứ mẹ cắm đầu cắm cổ so. Thí dụ giờ ok cũng được, tôi về ví dụ như bây giờ tôi như Labrador đi ha. Tôi lấy thằng quay y chang Labrador luôn. Y chang luôn. Tôi về tôi bỏ mẹ muối tiêu vô, đắt.
thì muối tiêu tôi bỏ chừng thêm 2 gram, đúng không, hiểu chưa? Muối tiêu tôi bỏ vô 2 gram, rồi cái hàng quay của lập ra là 30 gram, thì cái muỗng của tôi chỉ là 32 gram thôi. Bây giờ tôi lừa lại rồi đó, đúng không? Ở đi Lamborghini mà họ xăng nhiều lít, mindset bị điên đó, đó là cái mindset đó nè, đi Lamborghini họ xăng nhiều lít nè. Bây giờ đó quay Hydrolite xịn nó phải có bọt nha. Tại sao nó phải có bọt thầy? Gái đụng vô rên chứ ai biết. Hay ai biết, hỏi giống mới được trả lời luôn á. Ồ đây đây, đưa đây đổ bọt cho thấy nè, nên nói chuyện. Bây giờ muốn khử bọt, đừng khử bọt, tôi bỏ một bậy bạ. Thơm thế nhỉ? Nó khử bọt xong rồi uống dở chẳng chịu nha. Thơm ghê luôn, đứng đây ngửi thấy này. Mẹ này là cho thằng kia, hai bay bộ thơm lắm. Thơm nhờ? Cái mùi xịn mà. Em coi. Thơm ghê luôn thầy. Ui cha, thơm nhờ. Trời đất ơi, hàng đỉnh mà má, hàng mắc mà luôn. Mấy em muốn hàng rẻ, mấy em quen cái bộ gì. Thơm lắm. Cái mùi. Cũng là hương vị tự nhiên thật đấy. Chào tốn cái mình tốn đó cho mình tốn. Cái tính nhân vật chính thì lại không đưa. Ha. Cái người mà cái cần cái cấp thiết nên cần liền thì không đưa. Từ từ để lại đắp cho chơi. Đứng trong từ nãy giờ. Này thầy lắm thủ tục quá nha. Ha. Cái người ta tập khổ thở thì cái cần không đưa. Nó có cái hậu độc phẩm. Đó. Uống vô nó có cái hậu vị độc phẩm. Thầy nghĩ sao mà em tập cực khổ thì cho em uống bao nhiêu? Chút cho thế mệt quá. Uống mà tháo mình uống mới được. Người ta uống người ta phải vừa uống người ta vừa ngon lắm. Nhìn trông giờ. Cái này mà anh thầy pha ít nước thêm tí nữa là ngon nữa này. Thì đúng rồi, Hydrolite pha phải ít nước. Mà em uống bảo đảm nửa tiếng sau nó bụng. Hydrolite nó phun nhanh lắm. Nửa tiếng sau nó bụng à. Nó phun nhanh có gì đâu nữa mà chả đói bụng. Ừ, nó phun nhanh lắm em. Nửa tiếng sau nó bụng à. Còn thằng quay nhiều khi uống cà nhơi vô được tiếng. Mà uống nó tinh khiết nhờ. Nhà, đúng kiểu tức là nó 100% mà đâu phải nó điểm đèn đâu, chừng nào mà nó điểm đèn uống vô nó biết liền nhà rồi. Chân chơi mà uống này vô là thì có cảm giác gần như uống nước các bạn, có cảm giác gần như uống nước á, phải thêm nở bình đó. Mà thêm cái đi, nói chung bây giờ là cái mindset xài quay đơn giản thôi, dân tiền nhiều xài này không có kiếm cò gì, dân ít tiền xài ở quay. ISO quay tính nó rẻ lắm các bạn, tại vì đó là hàng tại trợ giá mà rẻ lắm. Mà thằng ISO quay nó cực vip nha, nhưng mà trong làm ăn phải có chiêu nên nó gọi là nó vậy đó, chứ không phải là giá nó vậy đâu. ISO quay ai uống không ngon? Sao không ngon? Lắc ra mà chơi dở là thôi, uống cái gì nữa trời. Con kia chơi ISO quay sao có bọt, mùi vô có bọt kìa. Có bọt thôi chứ đâu phải. Nó bọt xịn nó mới có bọt đó. Lại cái cuộn khác là lại cái uống ké là thế nào nhỉ? Không, nước vậy vẫn lạc. Kinh nghiệm là giờ chắc càng phải... càng ít nước. Ừ, phải ít nước lại nữa. Thêm muỗng nữa, thầy thử muỗng nữa coi. Hả? Đâu có cái hũ được không ai? Thì bây giờ thầy kêu lạt không ngon, bây giờ thầy thử để mình vị sau này mình còn hướng dẫn lại khách hàng. Thầy. Cái này chắc chỉ tầm 200ml thôi nhỉ? Ờ. 200ml một muỗng này là ngon rồi. Thầy pha nhiều lên xíu. Mốt đi Mỹ cho bỏ hủ được tủ khóa lại. Nó cũng hai ba mùi gì, ba mùi gì. Đâu? Nhiều. À vani, có ba mùi. Ba mùi hả? Chưa. Ây ôi cháu. Gì mà ham ăn hút uống cái tật. Nó nồng nồng hơn tí rồi đó. Đang hết chưa? Chưa biết nữa, nó đưa quá. Lẹ lẹ đi. Gì nhìn nước mệt quá. Thế là vừa uống ta phải vừa chiêm ngưỡng. Ui, đã không thầy? Đóng bọt luôn hả? Nó gì nó đậm đặc nhìn ngon phê. Ừ, hai muỗng của ta đó. Như uống chè luôn á. Chè là gì? Cái vị ngọt nó ngon, thích chè nhá, khoái hả? Thì biết là phụ nữ là người ta khoái ngọt rồi. Nhưng mà chè là gì, thi hay là gì? Chè nào? Ăn chè. Ủa, lấy ly để cho thử. Ngon lắm. Nhất của tôi mà ta. Nhất của tôi mà ta thì lấy ly chị cho thử. Này, gót cho nó miếng đi. Đây, ngon lắm. Đó, ôi trời ơi. Nè giờ là hai muỗng đó, hai muỗng đậm đặc. Hai muỗng đậm đặc. Chúng sao tập phải có sức cao chứ. Đây, thần cho thầy á. Cảm ơn nha. Thất vả rồi. Uống không thử hai muỗng không nữa. Thằng kia nó đuối nước bọt. Thằng nào đuối nước bọt? Nó cầm cái gì nó đuối nước bọt. Ok. Ôi được rồi. Thầy rót ra nó, thầy kỳ cục quá. Có đi đâu mà đó.
tay nó luôn đó bạn. Rồi. Rồi. Đậm. Này nó làm thôi chứ uống đồ xịn không đó. Uống đồ toàn đồ đàn độc đắc không. Ờ đồ xịn không đó. Nói rồi thấy không? Chơi là bữa nay buổi tập là anh đầu tư cho em toàn đồ VIP nhất không đó. Nè Pump nè, Intra cũng VIP nè, Rio Cao là vua luôn. Rồi tới Intra nè, tới Post quá đỉnh luôn. Quá xịn muốn gì nữa. Phải thế chứ sao, lẽ làm chùa. Rồi thôi được rồi. Đi lại chứ. Bây giờ đi ngủ, tại vì uống dòng cung nó không có cà phê nên ngủ dễ lắm. Thế dạo này uống liên thông không? Tớ uống liên chưa? Mai mốt đi Mỹ đó lại ăn từng ngày heo rồi.